các bạn nha chào lại các bạn yêu tử vi cái bài này là cái phần thứ tư của những cung vô chính diệu nha các bạn à, hôm qua cái lúc mà soạn làm cái bài này thì đến cái khúc mà những cái sao nằm ở cung thiên di hoặc là cái cung phúc đức nó ảnh hưởng thế nào đến cái người mệnh vô chính diệu thì nó, tự nhiên cái mình lại thấy thương cái người mệnh vô chính diệu tự nhiên giống như mình mấy ngày nay mình cứ viết nhiều về vô chính diệu làm như là mình đi vào cái cái, cái cuộc đời của họ mình thấy được những cái góc khuất trong những cái cuộc tình những cái đường đi những cái cái cung mà họ bị như vậy các bạn tự nhiên cái mình thấy mình thương cái người mệnh vô chính diệu với những cái người mà cung phúc hoặc là cái cung phu thê vô chính diệu lắm cái mình nhớ đến cái bài hát phượng phượng hồng đó. cái mình ngồi mình khóc luôn á các bạn <laughs> cho nên là cái phần ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề tình cảm trước chút xíu rồi sau đó mình vào những cái cái chủ đề kế tiếp ha thì cái người mà mệnh vô chính diệu đó, Nói đến cái vấn đề tình yêu thì bất luận là thành hay không thành nha, lập gia đình hay không lập gia đình Thì cái cuộc đời của họ thường là khổ sở hơn những cái người bình thường rất nhiều Và cái vấn đề tình cảm á, thường thấy hay có những cái lan man, những cái bất định Những cái người mà họ gặp á các bạn, trong cái cuộc sống của họ thường là những người phải có nhân duyên mới gặp được Mình nói ví dụ như là một cái điểm rất là là đặc biệt ở cái người mệnh vô chính diệu đó, là khi họ mà yêu một người nào họ thích một người nào thì thường cái người đó là cái người nó hơi giống họ có nghĩa là cái điểm quan trọng là cái cá tính của cái đối tượng mà họ gặp thường giống giống như cái tính của họ vậy đó à, các bạn có bao giờ coi những cái phim hoặc là đọc những cái câu chuyện đó mà uh, cái người thiếu nữ hoặc là cái anh chàng trong câu chuyện nó đứng trước cái gương cái nói gương ơi gương thần ơi gương thần hãy cho tao biết cái người yêu tương lai của ta cái người phối ngẫu của ta cái người chồng tương lai của ta hoặc là cái người vợ tương lai của ta nhìn như thế nào thì cái gương nó hiện lên cái người đó cho các bạn nhìn thấy thì cái trường hợp này cũng giống như vậy nghĩa là cái người mệnh vô dính diệu thường ông trời hay xếp đặt cho họ gặp những cái người mà cá tính giống cái đối tượng giống như mình Giống như mình nhìn vào trong gương vậy đó Cho nên vì những cái Cái duyên đó Cho nên cái tình cảm của cái người vô chính diệu Họ khổ sở hơn cái người bình thường rất nhiều Cũng vì vậy Cho nên những cái lời khen Tiếng chê của cái người mình thích đó, Rất là Quan trọng với cái người mệnh vô chính diệu ý đây mình nói là cái người mệnh vô chính diệu á ai nói gì thì nói chứ cái người mà họ thích họ yêu á là cái người đó nói một cái gì về họ là rất là quan trọng mình nói ví dụ như vậy nha ví dụ như bây giờ bạn thấy cái người mệnh vô chính diệu nó ăn không ngon hoặc là có một cái gì đó một cái khuyết điểm thì bạn chê cái người này trước mặt ai cũng được trước mặt ba mẹ cũng được trước mặt anh em gì đó cũng được nhưng mà đừng bao giờ chê cái người mệnh vô chính diệu trước cái người yêu của họ hoặc là người phối ngẫu của họ tại vì họ rất là quan trọng cái người bên kia nghĩ gì về họ những cái lời khen những cái lời chê nó đi theo họ luôn nó làm tổn thương họ nhiều lắm còn nếu ví dụ bây giờ các bạn biết được cái này thì ví dụ bây giờ mình đang yêu ai mà cái người mình vô chính diệu thì mình nên cẩn trọng trong cái lời nói khen chê gì đó những cái lời động viên để giúp cho họ tích cực hơn họ sẽ rất là nhớ những cái lời mà các bạn khen họ đó là một cái động viên mà đó cũng là cái chỗ hiểm yếu nhất trong cái cái tình cảm của cái người vô chính diệu. Rồi cái trường hợp kế tiếp, cái này nó chủ yếu cho người nữ nhiều hơn. À, người nam thì mình lại thấy bớt hơn, nhưng mà người nữ thì cái độ ứng này nó nhiều hơn. Có nghĩa là người nữ mà cái cung phu thê của cái cô này mà có cái tổ hợp của con sao thiên cơ. Có nghĩa là thiên cơ đứng một mình hoặc là thiên cơ đứng đồng cùng với một cái sao khác. Cơ âm, cự cơ, cơ lương Ví dụ như vậy là cái cung phu thê thì cái này nó lại biểu hiện đầu tiên á là người phối ngẫu là người tốt. À, nếu mình gặp được nha, thì cái người phối ngẫu là người đa tài. Phần nhiều họ rất là tinh ý. Có cái tính hiền hòa, nó cũng có cái phần nó rất là bình dị. Nhưng mà khi mà sống chung với nhau một thời gian á, thì bắt đầu cái người này nó người này dễ làm cho mình nổi điên lên. <laughs> mà cái nổi điên là nó như vậy nè. Là tại vì về cơ bản nha, cái tính của bạn, á, cái người mà có cái lá số là bạn thường hay có vấn đề là ok hỏi là muốn là đáp ứng liền bây giờ thấy như sao anh nghĩ đúng hay sai anh làm được không nhưng mà cái người phối ngẫu của mình nó lại hơi ngược lại với mình chút là họ lại thiếu cái tính quyết đoán họ thiếu cái tính quyết đoán họ hơi do dự một chút xíu hay lần nữa. nhưng mà lại thương bạn hay làm sao đó là hãy có cái tính hay nói ok ok được được tốt tốt đẹp đẹp nhưng mà đến khi mà cái cái khi mà bạn phát hiện ra thì nó không phải như vậy đó cho nên họ thường hay làm cho bạn có những cái chuyện mà bạn dở khóc dở cười. cười có những cái chuyện mà vừa thương mà vừa bực tại sao hồi nãy em hỏi anh mà nó anh nói tốt mà bây giờ anh 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 không biết làm sao thì cái kiểu là cái tính của người yêu mình hay làm cho mình bực bội thì trong cái tính giữa hai người nó có cái tính đó đó à, thì cái này là mình thấy cái người nữ á, mà cái cung phu thê có thiên cơ hoặc đi cùng với một cái sao khác thì cái người bạn đời của mình thường hay là mình bực vừa thương mà vừa bực ở cái điểm đó đó kế là mình nói về cái cung thiên di mà vô chính diệu thì cái phần 3 vừa rồi là có nói cung di rồi nhưng mà đây là cái phần bổ sung thêm cái phần kiến thức mới thì hiểu một cách đơn giản thì lúc mà cái cung di nó không có chính tinh thì nó phải mượn các sao ở cung mệnh cứ là bây giờ cung mệnh bắt buộc phải có chính tinh À, thì cung di nó mới vô chính diệu là không bao giờ hai bên nó không có chính tinh, là phải có một bên có, một bên không. À, thì khi cung di vô chính diệu có nghĩa là mình mượn các sao ở cung mệnh để sử dụng. Như đã nói ở cái phần đầu thì cung vô chính diệu là cung nó có nhiều những cái biến số ly kỳ. Cho nên cái trường hợp mà cung di vô chính diệu cũng là cung rất nhiều những cái biến số. Là nhiều những cái chuyện xảy ra mà khó đoán trước được lắm. Đây có thể là cái trường hợp đầu tiên nha, có thể là người này là thường hay phải đi xa. Mà cũng có thể là họ luôn luôn bận rộn không có thời gian để đi xa, hoặc là họ không có cơ hội đi xa luôn, hoặc là cái lịch làm của họ, họ làm ngày này ngày kia rồi, cái thời gian đi xa của họ không có. Nghĩa là cái cung di là cái phương diện đi xa Thì nếu mà nó vô chính diệu Có nghĩa là nó một trong hai trường hợp Một là luôn luôn đi Hai là luôn luôn có những cái vấn đề không đi được à, Chuyện đi xa Đối với cái người mà cung di nó không có chính tinh Thì cái bản thân của cái người đó Tại vì cái cung di là cái cung Mà viễn cảnh tương lai của họ Mà không có chính tinh Thì cái người này họ cũng không có quan trọng cái vấn đề Vấn đề đi ra ngoài cái là đi xa không có ý nghĩa gì với họ Họ cũng có thể là vì Nhiều khi cảm giác đi xa nó bất tiện ở nhà cảm thấy nó thoải mái hơn à, đi xa là nhiều khi muốn đi chơi phải đi phải đi du lịch hay là phải gì phải đi thôi chứ thật ra nếu mà cho họ chọn họ lại thích cái vấn đề ở trong hơn trừ khi nào cái cung di nó có rất là nhiều sao dịch động mà bắt buộc họ phải làm nha các bạn nha cho nên cái cung di vô chính diệu là đừng bây giờ nghĩ là là đi mà là phải hiểu rằng ngược lại là có thể là vì phải đi hoặc là bận rộn quá không đi được đó nó có hai trường hợp vậy thì bây giờ mình nói những cái tính đặc biệt của nó là khi di vô chính diệu là nói ngay cái người mình cái người mà có cái lá số đó họ là một cái người có nhiều nỗi lo lắng thầm kín mà không thể nói ra tại cung di nó chính là cái thế giới bên ngoài nó chính là cái đại vũ trụ của mình mà khi không có chính tin là bản thân của mình có nhiều những cái nỗi lo lắng đó các bạn mà bây giờ mình nhìn ở cái phạm vi nó rộng hơn thì chúng ta cần phải xem qua cái cung phúc và cái cung phu thề để mình coi coi là khi họ đi ra ngoài họ thường đi mà đi có thuận lợi không hoặc là đi có trục trặc hay không hoặc là không đi luôn thì phải coi thêm hai cái cung kia nữa đó thì cái cái chủ yếu ở đây là phải nhìn cung phu thê và cung phúc đức vậy bây giờ mình ví dụ đi ha mà cái cung phúc á, lại là cái bộ mà sát phá tham à thì cái người này thường đi xa nha tại vì sát phá tham là nó chủ dịch động mạnh lắm Vậy nếu bây giờ trong cái tổ hợp đó nó có thêm hóa kỵ thì sao? Thì bây giờ cái mục đích đi xa là có thể là phải gặp một cái chuyện phiền phức phải giải quyết mà họ phải đi thôi. Thuộc cái tính nhiệm vụ chứ không phải là đi hưởng thụ, không phải là đi du lịch. À, các bạn thấy không? Nghĩa là cũng đi nhưng mà đi vì trách nhiệm phải giải quyết vấn đề. Vậy còn cái trường hợp mà cung di vô chính diệu mà cung phu thê cũng vô chính diệu luôn thì sao thì cái người này lại thường hay có những cái lo lắng lo lắng về bây giờ sao tới tuổi này rồi mình chưa có người yêu trời ơi chưa có bạn trai chưa có bạn gái nữa lo quá có nghĩa là cái cung di mà vô chính diệu mà cung phu thê cũng vô chính diệu là họ hay lo về vấn đề tình cảm lắm mà lo khi nào em mới lấy được chồng đây là những cái trường hợp mà cung di vô chính diệu mà cung phu thê cũng vô chính diệu cực kỳ lo lắng cái vấn đề đó Rồi vậy thì di vô chính diệu rồi thê vô chính diệu sau khi lập gia đình thì sao Sau khi lập gia đình thì cái người này Cái tình trạng hôn nhân của họ dễ gặp những cái sóng gió Những chắc chở lắm nha các bạn Khó sướng ý tại lòng những cái người mà cung di vô chính diệu mà cung phu thê cũng vô chính diệu thì cái bản thân của mình mình phải lo toan nhiều cho cái người phía bên kia còn lúc mà chưa lập gia đình thì lo biết chừng nào có chồng đã có rồi là bắt đầu lo đó là cái người mà cung di vô chính diệu mà phu thê cũng không có chính tình. Rồi cái tiếp là mình nói một chút về cái cung di vô chính diệu ở đây là không bàn đến cái cung phu thê hay là cung phúc nhà chỉ nói một mình cái cung di không có ra chính tình thôi. Thì cái điểm đặc biệt nữa là vì cái cung mệnh mình có chính tình mà bây giờ cái thế giới bên ngoài nó không có cho nên mình sẽ là cái người làm chủ được cái hoàn cảnh. Tất cả là do mình. Các bạn cứ để ý những người mà cung di không có sao chính tinh thì sướng khổ là do họ. Cái cuộc đời của họ không nhiều khi mình không có bảo là tại vì người này người kia được mà lại do mình chọn cái đó cái cô này cô thích mình mà mình không thích tự nhiên mình chỉ mến cái cô kia thôi mà con nhỏ kia nó làm mình khổ mình cũng chạy theo nó thì cái kiểu là mình có quyền chọn nhưng mình chọn cái khổ là do mình thôi cái công việc đó mình chọn cái công việc đó mình làm cái đường đi đó mình làm thôi thì sướng khổ là do mình tại vì mình làm chủ được vấn đề vì cái cung mệnh mình có chính tình mà cái hoàn cảnh bên ngoài nó không có tất cả là do mình đó là cái ý đầu tiên cái ý thứ hai là giống như hồi nãy mình có nói vì cái cung di là cái đại vũ trụ mà nó không có chính tinh thì mình cũng không thành vấn đề ở cái thế giới bên ngoài cái tính của mình nhìn cái thế giới bên ngoài đôi khi mình không có quan tâm mình không quan tâm đến chuyện thế giới là nó có to lớn hay không người này được cái kia người này được cái kia là bản thân của mình cái sân si thật ra mình cũng không lớn vì không có lớn cái đó cho nên mình cũng là cái người không có cái hoài bão to lớn cái tiền đồ tương lai của mình nó cũng theo thời gian nó thay đổi nói một cách đơn giản thì đây cũng là cái người không có chí hướng lớn cũng sống một cách bình dị thôi thì cái cung di mà không có chính tinh là cũng có ý nghĩa như vậy nhưng mà dĩ nhiên là các bạn phải xem thêm, nếu như ví dụ bây giờ mà thân cô Di mà nó có không có chính tinh nhưng mà nó lại có thái tuế, lại có lộc tồn, có những cái bộ sao mà nó mạnh ấy, ở trong cái cung đó mà nó tắt nó hợp với mình thì lúc đó mình phải chỉnh nó lại nha, coi khác một chút. Nhưng mà thường cung Di mà không có chính tinh mà lại ít sao nữa thì cái người này họ bình dị lắm, họ không, không có mơ gì lớn đâu. Rồi bây giờ về lại với cái người mệnh vô chính diệu mà cung thiên di có sao hoa kỵ. Thì đây là đây là cái phần mà hôm qua lúc mình đang viết đến khúc này tự nhiên mình hình dung ra cái tình cảm của cái người mệnh vô chính diệu ở cái thổ ban đầu, cái cuộc đời của họ, những cái tình yêu đầu đời rồi họ gặp những cái 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 hoàn cảnh gì. tự nhiên mình thương, mình ngồi mình khóc luôn các bạn. Đó là cái cái phần này nè. Thì bây giờ như vậy, cái đầu tiên á, là các bạn nhớ một cái kiến thức căn bản á, là con sao hóa kỵ á, khi nó nằm tại cái cung nào nó đã xấu nó đã kỵ rồi thì nó nằm ở cái cung xung chiếu nó lại càng nặng hơn ý đây là hóa kỵ nó xung về cung mệnh hoặc là xung về một cái cung nào cái cung mà bị nó chiếu á cái cung nó ảnh hưởng nặng hơn nó mang cái tính tai ách nó nhiều nha các bạn nhớ như vậy rồi mệnh mà vô chính diệu thì cái bản vị của họ bản vị nghĩa là bản là là gốc vị là ngôi bản vị có nghĩa là cái tiêu chuẩn gốc của họ nằm ở cái cung tất ách thì cái người mệnh vô chính diệu hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng họ khá lớn cho nên những cái vấn đề mà họ gặp ở cái buổi đầu đời những cái người họ gặp đầu tiên những cái ấn tượng đầu tiên sẽ là những cái tác động rất lớn đến cái người mệnh vô chính diệu cho nên cái gì mà đầu tiên của cái người mệnh vô chính diệu cũng ảnh hưởng đến cuộc đời họ rất nhiều. Người vô chính diệu thường hay thấy họ có cái cái khí chất trầm tư. Vậy thì khi muốn biết được cái suy nghĩ bên trong của họ thì mình cần phải nghiên cứu cái cung tật ách của họ. Do cung mệnh không có sao chính tình cho nên người vô chính diệu không bộc lộ được cái bản thân của mình ngay cái hoàn cảnh mới hoặc là những cái hoàn cảnh họ không có quen thuộc thì họ khó bộc lộ ra tại vì cung mệnh không có chính tinh thì đây là cái nguyên tắc luận đoán thông thường nhất của cái người mệnh vô chính diệu nhưng mà đừng có thấy người ta không có chính tinh mà bảo là cái người này là không có chủ kiến là sai nha người mệnh vô chính diệu phải là người rất là chấp trước cái kiến giải của mình là cũng cái tính cũng rất là khó thay đổi đó cho nên các bạn thấy người mệnh vô chính diệu mà khi mà họ đã ấn tượng một cái điều gì rồi thì các bạn khó xóa đi đi những cái cái ấn tượng đầu tiên của họ lắm, họ đã tin cái điều đó là như vậy là như vậy đó. Người vô chính diệu mà có tứ hóa đây nè, đó. các bạn nhớ. Cung mệnh của mình mà có chính tinh gặp tứ hóa nó sẽ thay đổi theo cái con sao chính tinh đó, là sao gì. Ví dụ như Thái Dương gặp hóa kỵ khác, cự môn gặp hóa kỵ khác, vũ khúc gặp hóa kỵ khác. Nhưng mà khi cung mệnh mà không có chính tinh mà tứ hóa đúng với cung thiên di, thì đây sẽ là cuộc đời đời những cái dịch động. Dịch động là có những cái biến đổi thay đổi trong đời các bạn. Không phải là đi không đâu mà có nhiều những cái mà họ không có làm chủ được. Vì cái đầu tiên, người vô chính diệu mà cung di có sao hóa kỵ. Thì mình thường hay cảm thấy bị chìm thường hay cảm thấy bị bị một cái áp lực gì đó ở cái thế giới bên ngoài cái tiền đồ tương lai của mình mình nhìn thấy sao nó có màu xám nhiều á mình hay cảm thấy lo lắng lắm đây là cái người cũng dễ bị cái bệnh đa sầu đa cảm nha là người vô chính diệu mà cung di có xa hóa kỵ rồi di mà có hóa kỵ nó còn báo trước là cái mối tình đầu của mình khả năng thất bại rất là cao mà còn để lại cho mình những cái nỗi đau khắc cốt ghi tâm Giống như cái bài mà Phượng Hồng mình mình gửi cho các bạn nghe đó. Có một cái điểm lưu ý là khi cung Di mà có nhiều sát kỵ tinh thì trong cái vấn đề tình cảm, khi mà mình bị tổn thương á, thường là do cái phía bên kia họ làm tổn thương mình, do cái người phối ngẫu hoặc là cái người yêu của mình họ có cái lời nói hoặc là có cái hành vi gì đó không đúng đắn, nó dẫn đến cái vấn đề chia tay nó nhiều, tại vì cái cung Di là cái thế giới bên ngoài nếu mà nó có những cái sao sát nằm ở đó tất nhiên là cái lỗi không phải của mình mà là do cái phía bên kia họ có cái hành động gì đó không đúng mà dẫn đến cái vấn đề chia tay cung di mà có hung tinh tọa thủ là cái hoàn cảnh bên ngoài cũng không được lý tưởng như mình mong muốn đâu. Thì khi mà mình ví dụ như mình phải đi xa đi, mình đi đến một cái nơi nào đó mới mà cung duy của mình có nhiều những cái xác tinh đó thì cái lòng mình không có vui, làm như ở cái nơi đó họ không có welcome mình, họ không có mình không có cảm nhận được cái sự ấm áp ở cái nơi mới mình tới cho nên cái lòng mình hay nó hay buồn, mình hay cảm thấy nhớ nhà, mình hay cảm thấy nó có cái gì nó cô đơn, nó bơ vơ là cái cung Thiên Di mà có nhiều xác tinh tạ thủ. Kế là mình nói về cái vô chính diện mở tứ mộ. Thì trước khi vào cái vấn đề tứ mộ thì mình ôm lại cái kiến thức căn bản nhất tứ sinh, tứ chính và tứ mộ nha các bạn. Vì nếu mà không nhớ cái này rõ thì khi mình luận tử vi mình rất dễ bị lộng cộng. Tứ sinh là bốn cái cung dần thân tị hợi. Thì các bạn nhìn trên màn hình thì bốn cái góc đó. Bốn cái góc này thường thường chúng ta hay thấy con thiên mã nó xuất hiện ở đây, cho nên có một số người họ gọi là tứ mã. Mà tứ sinh thì chúng ta cũng hiểu giống như tứ mã, cái là bốn cái cung dần, thân, tỵ, hợi thì gọi là tứ sinh. Mệnh của mình nha mà an tại bốn cái ô này. Không cần biết là mình có chính tinh hay không, cũng không cần biết là có sao gì thì mình hiểu cái tính chất chung của nó. Thì đây là cái người họ có cái lòng tự hào cao có cái gì đó hơi thích khoe một chút xíu ưa đề cao mà có nhiều sách họ nói những cái người mà cung bệnh an đã tứ sinh thì thường thường cuộc đời của họ về vấn đề bệnh tật nó cũng ít hơn những người khác mặc dù cái người này nếu mà có xác tinh hoặc là có những cái sao nó không hợp hành với mình đó, thì cái tướng mình nó cũng tầm thước thôi nhưng vẫn chủ là ít bệnh nhưng mà cái điểm đặc biệt nhất ở bốn cái góc này là cái gì các bạn biết không? đó là cái tính thay đổi, hay có những cái dịch động, hay có những cái biến động trong cái cuộc đời của họ lắm. Cho dù là cung gì cũng vậy, yêu như các bạn rất là cung Điền đi, hoặc là cung uh, cung Phu Thê, hoặc là cung Mệnh đi mà nằm ở bốn cái góc này thì thường là chúng ta khó ngồi yên ở một chỗ. Mà nếu ngồi yên thì thường thường hay có những cái chuyện gì nó xảy ra. À, nó bắt mình cũng phải đi Cho nên là bốn cái góc này Thì mình gọi là bốn cái góc của thiên mã Luôn luôn có những cái biến động trong cuộc đời của họ Rồi bốn cái cung kế tiếp là tứ chính Tứ chính là tí ngọ mão dậu À thì nghe tí ngọ mão dậu là các bạn thấy sắc thái của đào hoa ở đây Mộc dục ở đây Cho nên những bạn nào mà cái cung an mệnh của mình Ở bốn cái cung tí ngọ mão dậu Thì gọi tắt là tứ chính á thì các bạn rất có duyên với cái người khác giới Mặc dù sao gì thì kệ bạn Bạn là người rất là nhiều cảm tính Bạn là người có nhiều những cái Cái duyên với những người xung quanh lắm à, Tính của bạn là cái tính Thích được chinh phục Có một cái gì nó cương nghị Nó có cái gì nó khẳng khái Có cái gì nó cứng rắn nha Ờ những cái người mà ở tứ chính Nếu bây giờ mà các bạn có những cái bộ chính tinh mạnh Nằm tại đây thì bạn là người tinh thần Rất là mạnh À, cái thế chỉ huy đó nha à, ở đây thì cái cung nếu mà mệnh mình ở tứ chính thì sức khỏe mình ổn định ừ. phải coi coi cái sao đó sao vậy nhưng mà nói chung là nó gọi là sức sức khỏe ổn tại vì ở tứ chính nó hay gặp con sao đế vượng đó các bạn đó rồi cái kế là tứ mộ à thì tứ mộ là cả một bầu trời kiến thức tử vi trời ơi nhắc đến tứ mộ thì không biết bao nhiêu mà nói ở đây mình sẽ cố gắng nói ít nhất để mình vào những cái phần khác cái người tứ mộ các bạn cứ tưởng tượng nó là thổ thổ là một cái sự tiềm ẩn ở bên trong thổ đó chính là trung tâm nó là cái phần nuôi dưỡng à, nó là một cái phần gì đó nó có cái tính thế mạnh mà nó nằm ẩn ở dưới đó, các bạn cho nên người mà ở tứ mộ là họ có cái nội lực ở bên trong nhìn bề ngoài mềm dẻo nhìn bề ngoài thấy hiền lành biết thân biết phận nhưng mà họ là một người có một cái sức ở bên trong đó thường những cái người mà cung mệnh được an tại tứ mộ thì cuộc đời của họ giống như mình nói đó, là họ phải tự thân vận động muốn cái gì là tự đích thân đích tay đi làm Thật khó có cái sự giúp cho mình nhưng mà bản thân mình là có sẵn cái đó đó cho nên là cái người tứ mộ là người thông minh sức khỏe nó hơi thua hai cái hai cái người kia nha cái người tứ sinh với tứ chính nha thì tứ mộ nó có phần thiệt thòi hơn một vấn đề sức khỏe bốn cung tứ mộ nó đều thuộc thổ hết các bạn mệnh thổ mà cung thiên di cũng thổ còn những cung khác thì nó khắc nha ví dụ như tý thì là thủy mà ngọ thì nó là hỏa nó khác nhau thấy không mộc uh, à, mão thì nó mộc mà à, dậu thì nó kim nhưng mà tứ mộ thì di và mệnh đều thuộc thổ hết là này nó có cái cái lý của nó bên trong nhưng mà mình sẽ nó không nói cái phần này đây tại vì nếu nói thì nó quá nhiều đi rồi cái kế đến thì bây giờ nếu mà cung mệnh của mình sinh tứ sinh tứ chính tứ mộ gì mặc kệ nó vẫn sẽ có cung âm và cung dương à vậy thì nếu cung mệnh của mình mà an tại cung dương thì cái tính chất của mình là cái người có phần nó kiên quyết nó có cái tính chu đáo hơn một chút xíu có cẩn thận hơn một chút người cung mệnh mà an tại cung thần thì nghĩa là cung dương á thì cái tính của họ có gì nó kỹ tính lắm nếu mà so với cái người mà cung dậu thì cung dậu là cái cung phía bên đây là cung âm thì người dậu sẽ ở. cái người mà cung mệnh ở cung dậu thì kiểu gì họ cũng có cái tính nó xòe xòe hơn à, có gì nó cũng hơi đoạn hơn so với cái người ở cung thìn các bạn thấy không? nó là đây mình lấy cái ví dụ thôi à rồi vậy thì cái người ở cung âm á thì nó mang cái tính chất âm Bây giờ kệ nó là sinh hay chính hay mộ gì đi Nhưng mà nếu mà mệnh an tại cung âm Thì cái cung âm này nó lại cho mình có cái tính hơi hơi bao dung nha các bạn nha Cái kiểu như là nó cũng có cái phần rộng rãi nó xòa xòa hơn đó Thì cái người mà cung dương thì kỹ tính hơn Rồi Vậy thì nếu mình xét như vậy thì có phải là người tứ mộ là cái người mà thiệt thòi đúng không? Đúng mà cũng sai. Tại vì cái cái mộ, cái tứ mộ nó bao hàm nhiều cái thứ ở bên trong lắm tứ mộ nó là cái cái cung vị trung gian giữa tứ sinh và tứ chính cái tính chất của bốn cung thổ là bốn cái cung nuôi dưỡng lộc tồn là không bao giờ về đất tứ mộ nhưng mà hoa cái lại luôn luôn nằm ở tứ mộ hoa cái nó chính là hiển vinh hoa cái nó chính là công danh Nhất là khi hoa cái đi cùng với thái tuế thì cần chúng xét thêm nhiều yếu tố nhưng mà đó chính là cái cung của những cái sao mà chỉ có nó chỉ về tứ mộ thôi. À, cho nên tứ mộ là một cái một cái bầu trời mà phải nói rất là nhiều thứ. Cho nên ở đây chúng ta để ý tứ sinh, tứ chính, tứ mộ nó có cái điểm mạnh, điểm nhẹ, nó có cái đặc biệt riêng của nó thì đây chính là cái gốc nha các bạn nhớ gốc này. Thì khi chúng ta luận những cái cặp sao nó đối chiếu với nhau nó cũng là cơ lương đó nhưng mà cơ lương ở tốt khác và cơ lương ở thần khác cũng thiên cơ đó mà thiên cơ nằm ở cung này khác thiên cơ ở bên kia nó khác thì gốc là cái chỗ này nè đó. rồi bây giờ về vô chính diệu là cung không có chính tinh vì cái cung không có chính tinh tọa thủ cho nên vô chính diệu rất ưa được sát tinh đắc địa đồng cung mà xác tin bây giờ nó phải hợp hành với mình cho nên gọi là cái mệnh vô chính diệu đất không là như vậy đó là thiên không địa không và tuần không thì cái con sao địa không này nó hành hỏa nó cần cái người mạng hỏa hoặc là mạng kim á, thì là phải những cái sao đà la hoặc kình dương nhưng các bạn nhớ một điều là cái này nó nặng cho người nam hơn nó là người nam là chủ yếu là cần phải hợp hành nhưng người nữ thì có phần nó nhẹ hơn người nam vô chính diệu ở tứ mộ thì sao ở đây nè vô chính diệu mà ở tứ mộ thì rất cần có tuần triệt án ngữ hoặc là các sao sáng nó hội chiếu về để cứu giải cho cái cái phần này Hôm nay mình lo được cho cái cuộc đời mình có cơm ăn áo mặc Cuộc đời của mình nó cũng được no ấm Tại vì lúc đầu mình có nói ở tứ mộ thì cái phần sức khỏe nó cũng kém hơn Còn hai cái cung kế tiếp mà cần phải lưu ý là hai cái cung vị cung tý và cung ngọ ở tứ chính đó các bạn thì tứ chính mà cung mệnh của mình vô chính diệu nằm ở cung tý hoặc là cung ngọ thì hai cái cung này nó chủ về vấn đề đào hoa nha các bạn thì người vô chính diệu mà nằm ở đó mà lại không có những cái sao tốt đó, mà bản mệnh của mình lại có nhiều sát tinh nhiều sao xấu mờ ám nó hội chiếu về thì cuộc đời của mình thường là cuộc đời vất vả mà cái tuổi thọ của mình nó lại không có cao ví như là đào hoa mới nở mà đã bị vùi lấp cho nên vô chính diệu bây giờ khúc đó nó lại cần có tuần trị cần có ân quan thiên quý cái người này cần phải tích phúc nhiều cho cái cái cuộc đời của mình mà có một cái trường hợp đó là ví dụ như ở tí ở ngọ mà lại có sao hóa lộc thì cái người này lại cái vấn đề tài chánh lại giàu có nhưng mà thọ là cũng không có tăng nào, vẫn giảm thọ nhưng mà trái lại nếu bây giờ tí ngọ mà vô chính diệu mà không có sao lọc thì cuộc sống mình vất vả nghèo như sống lâu. Có nghĩa là nghèo thì cái tuổi thọ mình nó tăng. Mà giàu có tại đây mà lại có nhiều những cái sao mờ ám không có tuần triệt án ngữ thì cái tuổi thọ mình nó giảm. Đó. Thì đây là theo vân đằng Thái Thứ Lan nha các bạn Mà các bạn lưu ý cái cái điểm này mình thấy nó chỉ là cái basic thôi cái điểm chính nó vẫn là những cái phần đầu Mình nói về cái cách mà coi thọ Cho người mệnh vô chính diệu Và cái quan trọng nhất là Cái sự tu dưỡng của mỗi cá nhân Rồi <laughs> Hình như là gần 30 phút Mình có cần nghỉ giải lao vài phút không Hay là nói tiếp luôn ta <laughs> nhiều câu chuyện đó ngỡ như là ngày hôm qua Ôi ước ao có một ngày được gặp em hỏi chuyện em lần cuối cùng nay em hỏi con đường em đi đó, con đường em theo đó chắc qua bao lanh đênh bao gập ghềnh có làm hiu hắt có dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười này em ơi con đường em đi đó con đường em theo đó đúng đây em ơi nếu chúng mình có thành đôi lứa chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau nếu không còn được gặp gỡ giữ cho trọn ân tình xưa xin gửi em một lời nguyện được bình yên được bình yên về cuối đời xin gửi em một lời nguyện được bình yên được bình yên về Đây là cái um, cái phần yêu cầu của bạn Đan Thảo. Mà mình rất là ngạc nhiên là Đan Thảo lại yêu cầu cái bài này. Thì cái bài này cái bài gốc của nó là bài Không tên cuối cùng của nhạc sĩ Vũ Thành An. Thì bao nhiêu năm sau không biết trong cuộc đời của Vũ Thành An đã ngộ được một điều gì và ông viết lại cái bài này đặt tên cho là bài Không tên cuối cùng tiếp nối. Thì là cái lời thứ hai là lời này. Nếu mà nói trên cái phương diện về âm nhạc thôi đang thảo với cả nhà, thì Rosie thích cái bài đầu tiên hơn. Nó giống như là nó đã đi vào trong cái máu của mình, cái lời đầu tiên nó đi vào trong cái tiềm thức của mình rồi. Thì bây giờ tự nhiên cái có cái lời thứ hai mình cảm thấy nó xa lạ, mình cảm thấy mình không có quen. Nghĩa là nó đã có cái bản gốc rồi thì cái bản thứ hai nó không thể nào thay thế được. Đúng không? Nhưng mà khi mình nghe cái lời thứ hai thì mình ví dụ như mình không biết bài lời thứ nhất đi mà mình chỉ nghe cái lời thứ hai không thì mình thấy là cái sự nhìn ra được ngộ ra được trong cuộc đời có những cái cuộc tình mà khi chúng ta cứ nắm níu kéo giật nó thì chắc gì khi chúng ta được cái đó rồi chúng ta lại hạnh phúc chắc gì đã thoát ra đời khổ đau thôi thì xin gửi nhau một cái lời nguyện lời nguyện nha chứ không phải lời chào Mong cái người bên kia họ được bình yên Bình yên ở cái cuối đời Thì mình nghĩ là Đan Thảo đang có một cái thông điệp gửi đến cho những bạn nào Mà có những cái tâm trạng như vậy Thì nghe cái lời nhạc này Chúng ta cũng thấy thanh thản hơn Trên đời tất cả nó là cái chữ duyên Và khi chúng ta chấp nhận nó, nhìn nó ở một cái hướng tốt đó, Thì cái bình an là cái quan trọng nhất Cảm ơn Đan Thảo rất nhiều nha Rồi bây giờ mình về lại với Tử Vi cái cung kế tiếp mà chúng ta bàn đến là cung Phúc đức. Vậy trước khi vào cái vấn đề là cung Phúc đức vô chính diệu có cái gì đặc biệt đó thì mình nói sơ một chút xíu cái tính căn bản của cung Phúc. Cung Phúc là căn nguyên của cung Mệnh. Căn là gốc rễ, nguyên là cái nguồn, căn nguyên là nguồn gốc là cái nguyên nhân đó các bạn. Thì cung Phúc nó chính là căn nguyên của cái cung Mệnh nó cũng là cái cung vị nhân quả là cái cung vị tạo hóa cũng có người họ cho rằng cái cung phúc là cái cung mà nó tích tồn những cái thiện báo bao nhiêu đời nay mà đến đây chúng ta nhận được ý có nghĩa là cái cung phúc là cái cung vị mà nó thừa kế những cái phúc ấm của ông bà cha mẹ để lại cho mình mình có được thừa kế tổ nghiệp hay không mình có làm tiếp những cái công việc của gia đình mình hay không hay là mình đi theo một cái hướng khác thì cũng nhìn ở cái cung phúc, cung phúc là cái cung vị nhân quả nghiệp báo của kiếp trước để lại cho cái kiếp này, hoặc cái cung phúc nó cũng là cái cung mà ở dưới có nghĩa là cái sự phúc ấm mình để lại cho con cháu của mình sau này, Đó. thì cái cung phúc là do bản thân mình tạo ra hoặc là ở trên mình được thừa hưởng xuống rồi mình lại truyền lại cho cái cái phía sau, cái là cái cung phúc là cái cung vị thể hiện cái phúc khí Nó ảnh hưởng đến cái phẩm đức của bản thân mình nha Thì phẩm đức nó chính là cái Cái phẩm chất đạo đức Là những cái chuẩn mực hành vi Nó làm nên cái giá trị của một con người Thì con người chúng ta có cái tính chất đạo đức Là ví dụ như những người mà có cái sự thông cảm Cảm thông với người khác Có cái lòng can đảm Có cái sự trung thực Hoặc là cái tính trung thành Là tất cả những cái này nói chung Là cái phẩm đức của con người nó làm nên cái giá trị của một người thì ngay cái cung phúc đức đó nó ảnh hưởng đến phẩm đức mình nếu như cái cung phúc đó nó có những cái sao gì ảnh hưởng đến cái cái hạnh kiểm cái hành vi của mình là cái ở bên trong của mình đó các bạn cung phúc và cung quan nó có một cái điểm giống nhau các bạn chính là hai cái cung này là hai cái cung nó thuộc cái lãnh vực tinh thần à, cái cung phúc nó chủ về cái cảm thụ cái sinh hoạt tinh thần. Nhìn cung phúc là mình hiểu được cái cái độ nhạy bén của người này, mình đoán được cái EQ của họ nó như thế nào. Cái EQ nó khác cái 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 vấn đề thông minh nha. Ví dụ như một người thông minh nó khác với một cái người họ có cái độ nhạy bén cao. Đó thì cung phúc là cái độ nhạy, nó là cái hưởng thụ tinh thần. Nó có vui hay không. Um, tiền bạc nhà cửa đó nhưng mà lòng họ không vui. Uh, có chồng có con đó nhưng mà sao vẫn thấy cô đơn có nghĩa là cái cung phúc là cái cung vị nó 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 nói về cái vấn đề tinh thần nó tình trạng cái cái cảm thụ của mình ở bên trong là cái cung phúc thì cung phúc nó cũng nói về cái quan niệm về cái lý tưởng cái sở thích của một người nó như thế nào họ có sống lạc quan không họ có bi quan không hay là họ sống có cái vấn đề nhìn cuộc đời nó tiêu cực là chúng ta cũng coi ở cái cung phúc Cung phúc là cái cung vị mình coi về vấn đề tinh thần nó nhiều cho nên ở cung phúc á, mà có nhiều những cái xác tinh thì thường mình hay có những cái tính trầm cảm, cái bệnh tự kỷ nè. Thì cái cung phúc là cái cung vị nó nói rất nhiều ở cái đó. Cung phúc và cung tật ách, hai cái cung này nó cấu tạo thành thất tình lục dục của một người thì thất tình thất là bảy nha các bạn thì thất tình có nghĩa là bảy cái tình cảm bảy cái cảm xúc của ta hỷ nộ ai ố ái lạc hỷ là mừng nộ là cái giận ai là buồn phiền ố là ghét ái là yêu lạc là cái sự vui vẻ là cái nhẹ nhàng thì bảy cái thất tình thất tình chính là hỷ nộ ai ố ái lạc cái cảm xúc của ta thì cái cung phúc nó cũng nói lên thất tình và lục dục lục là xấu lục dục là xấu cái ham muốn dụ như là sắc thanh hương vị xúc giác sắc có nghĩa là mình ham muốn cái sắc đẹp đó. thích nhìn người đẹp thích ngắm cái đẹp đam mê cái đẹp là ham muốn cái đó thanh là thích nghe cái giọng nói thích nghe cái âm thanh bị quyến rũ cái âm thanh hương là ngửi mùi là cái mùi thơm chỗ sao mình thích cái mùi thơm này quá hửi cái mùi đó bị ghiền thì gọi là hương vị là cái vị ngon ăn những cái gì ngon cho cái người mình cảm thấy nó sảng khoái nó hạnh phúc quá là vị xúc đây có nghĩa là cái sự tiếp xúc cái sờ nhau sờ một cái gì đó tự nhiên thấy cục thấy nó vui lên thấy nó tự nhiên thấy nó ấm áp cái con tim mình thì gọi là là xúc pháp là cái pháp này mới là cái nặng pháp là cái ý tưởng là cái quan điểm là được thỏa mãn thì sáu cái này gọi là lục dục còn bảy cái trên là thất tình thì thất tình lục dục là do hai cái cung phúc và cái cung tự ách nó cấu tạo thành cái đó cho nên cái cung phúc đức á và cung tự ách nó mà có những cái bộ sao mà ảnh hưởng cái này ảnh hưởng rất nhiều đến cái cái cảm xúc của con người cái sự ham muốn cái tình cảm của chúng ta rồi cái tiếp á là chúng ta nhìn thấy cái cung cung phúc đó, trên cái thiên bàn ở trên cái lá số tử vi á thì trên cái hình chúng ta thấy cái đầu tiên á nếu mà nói liên quan đến cái khuynh hướng tiêu xài là cung phúc nó cũng liên quan đến cái cái khuynh hướng này tại vì cung phúc nó đối xung với cái cung tài bạch cung phúc là cái cung hiệu nó biểu trưng cho cái sự hưởng thụ sự uh, hưởng thụ ăn mặc nè, hưởng thụ uh, tài lộc nè, vật chất sung túc nè hay là mình cảm giác bị sự thiếu thốn là từ ở cung Phúc mình phải cảm nó, mà mình mới có cái động cơ để mình đi tìm nó. Các bạn thấy không? Nghĩa là cung Phúc nó phải từ phía bên trong ra. Đó. À. Và khi mà mình tiêu xài, mình hưởng thụ nhiều thì nó ảnh hưởng đến đến thân thể của mình. Sẽ hưởng thụ nó liên quan đến cái vấn đề sức khỏe. Đó là cũng là ở cung Phúc ra riêng cái người phụ nữ á, vì cái ảnh hưởng tinh thần vì những cái mà giống như là những cái mình mê cái gì mình làm nó nhiều thì ảnh hưởng đến sức khỏe đúng không thì riêng cái cung phúc cho người phụ nữ nó cũng liên quan đến cái vấn đề sinh đẻ luôn nha à, cho nên nhìn cung phúc mà có nhiều xác tinh thì cái bạn này lúc mà sanh con nó cũng có nhiều cái cái vấn đề phải lo cung phúc nó nói đến cái vấn đề tài chánh chắc chắn rồi tại vì nó xung với cung tài nó là cái ý tưởng của mình trong đầu tiền do vận may đến cũng coi ở cái cung phúc ví dụ như cái người mà ví dụ như các bạn thấy ờ số tôi có trúng số hay không là cũng phải coi cung phúc tại vì bạn may mắn mới trúng số hoặc là có những cái tiền mà tự nhiên bất ngờ đến ở đâu đâu những cái loại gọi là may rủi không đợi mà nó tới không đợi mà được ngẫu nhiên mà được là cũng coi tại cung phúc tại vì cung phúc nó vẫn chiếu cái cung tài của mình cung phúc nó cũng chủ về cái người phối ngẫu tại vì nó tam hợp phúc chi thế cung phúc nó nói lên cái cái tính hôn nhân của mình cái hành vi của cái người phối ngẫu sau khi kết hôn với mình như thế nào cái sinh hoạt trong gia đình là cũng coi ở cái cung phúc cho nên cái tình trạng mà các bạn có cung phu đẹp nhưng mà cung phúc xấu thì nghĩa là trong gia đình thì hạnh phúc nhưng mà sao cái tâm trạng của mình nó không có vui đó có chồng giàu có chồng thương chồng lo hết mà sao vẫn thấy một cái cô đơn ở đâu đó nó níu kéo cái tâm hồn mình bị cô đơn đánh phá là do cái cung phúc mặc dù là hoàn cảnh gia đình rất tốt đó thì các bạn để ý cung phúc nó biểu hiện rất nhiều thứ ông đó 12 cung vị thì cung phúc nó đối cung với cung tài. Nhắc lại một lần nữa, nó hợp thành cái thái cực, nó gọi là cái tuyến tài phúc. Tất nhiên là cái năng lực tài chính của con người cũng nhìn ở cái cung phúc. Mình lấy một cái ví dụ như các bạn có một cái kế hoạch các bạn phải làm. Kế hoạch kiếm tiền nha, thì các bạn phải tính ở trong đầu trước mình phải làm sao một hồi nữa mình vô mình phải nói cái gì để cái ông này không cho mình mượn tiền rồi mình phải bàn làm sao đó cái 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 thái độ mình phải như thế nào để lên cái kế hoạch cho cái người bên kia cái đối tác của mình họ tin tưởng mình, họ giao nhiệm vụ, họ ký hợp đồng với mình thì nó cũng nhìn ở cung Phúc rồi sau đó mới đến cái cung tài. Đó cho nên đó là cái tuyến tài phúc. Năng lực tài chính của một người phải nhìn ở cung Phúc. Rồi bây giờ vào cái vấn đề mà chúng ta đợi chờ nghĩa là cung Phúc vô chính diệu thì sao? thì cung phúc mà vô chính diệu thì thường cuộc đời của mình mình với những người họ hàng của mình thường hay có cái sự xa cách anh em của mình nha cũng vậy có nghĩa là giữa mình với anh em họ hàng anh em họ những người trong nhà thường có cái sự xa cách cung phúc nó rất kỵ gặp tuần hay chị cho dù nó là cái cung vô chính diệu các bạn nhớ thà nó vô chính diệu thì để cho nó vô chính diệu luôn chứ nó gặp tuần gặp triệt là thường hay có những cái chuyện nó không được như mình mong muốn đâu đó vì tuần triệt mà đóng ở cung phúc thì mình không hưởng được tổ nghiệp của ông bà mình cha mẹ mình để lại Dòng họ của mình thường hay có những cái vấn đề ly tán Người ở phương trời này, người ở vùng đất kia Người thì di dân qua chỗ này, người thì đi chỗ khác làm ăn lại thêm những cái vấn đề là cái thân tâm của mình cái lo lắng có nhiều những cái vất vả người cung phúc mà gặp tuần triệt thì bàn tay trắng lập nghiệp đó các bạn đi xa họ hàng một mình phải lo nhiều là cái số mình xa cách người thân cho nên cung phúc mà vô chính diệu thì thôi để nó vô chính diệu nhật nguyệt chiếu thì càng hạnh phúc nhưng mà nếu mà cung phúc mà vô chính diệu gặp tuần triệt thì nó cũng báo là mình không hưởng được Cái phúc ấm của tổ tiên cho mình Bản thân mình phải tự làm lấy hết đó. Rồi Còn cái cung phúc vô chính diệu Thì cái người này về cái vấn đề hôn nhân á, Muốn thành á, Thì mình, cái người mà có cái lá số đó Mình phải nỗ lực mình mới lập gia đình Bền lâu được Cái cung di nè Và cái cung phu thê Nó nằm trong tam hợp phúc gì thế? thì nó có hai thứ, cái đầu tiên á, cái người mà cái cung phúc vô chính diệu, nó báo trước cái vấn đề hôn nhân của mình nó hơi bị chậm, nó khó lập gia đình nha các bạn nha. bản thân của đương số muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình lắm, cái người mà cung phúc vô chính diệu là như vậy. cung phúc vô chính diệu bản thân đương số là người khá chú ý đến cái vấn đề hôn nhân tốt đẹp có nghĩa là bản thân mình rất là kỹ cái người mình chọn mà cũng rất là khó tìm được cái đối tượng mình cảm thấy mình mình yên lòng để mình lấy họ cho nên cái vấn đề lập gia đình nó hơi khó khăn người cung phúc mua chính diệu nó là báo trước cái vấn đề tình cảm của mình trước khi lập gia đình thường hay có những cái sóng gió bất thường ở cái mức độ lớn nha là tự nhiên đang yêu nhau tự nhiên đột xuất có chuyện gì đó tự nhiên mình phát hiện ra nó lại không thành đó. Có người thứ ba chen vào Mình lại bị một cái chuyện gì đó xảy ra Mà nó không đến được với cái mối tình đầu của mình Nó cũng báo trước Sau hôn nhân gia đình thường Có những cái trắc trở Hoặc là có cái um, Cái cách mà mình để ý nhiều Những bạn mà cung phúc vô chính diệu Là các bạn gặp một người Xong rồi cái hai người không biết làm sao đó Mà ở chung với nhau thôi Chứ không có làm đám cưới Hoặc là họ dọn đến họ chung với nhau duy trì cái tình cảm quan hệ giống như là vợ chồng nhưng mà lại không có làm đám cưới không có giấy kết hôn thì thật ra với cái kiểu này nó lại ổn cho cái người cung phúc vô chính diệu nha nghĩa là cái cuộc sống nó bớt trắc trở hơn trong cái tình cảm gia đình nó lại nó lại bình an hơn nó bớt sóng gió đó cung phúc vô chính diệu là như vậy khuyên á cái người mà cái cung phúc vô chính diệu thì nếu mình trông mong cái người phối ngẫu sống với mình tới bạc đầu Thì bản thân của mình phải rất nỗ lực mới được cái nguyện vọng này Cái cung phúc vô chính diệu là nó phải phức bả hơn người khác cái trường hợp thứ hai là bây giờ mình nói đến cái người mệnh vô chính diệu mà cái cung phúc của họ cũng không có chính tình. Cái là hai cung đều vô chính diệu hết. Thì cái đầu tiên á, là đây là cái trường hợp muộn lập gia đình lắm còn nếu cái trường hợp mà cái người cung phúc vô chính diệu mà cái cung mệnh cũng vô chính diệu luôn mà ở cái tuổi trung niên nha mà mình đã gặp được cái người vừa ý thì mình khuyên cái người này bạn nên học hiểu cái cái tính trách nhiệm hiểu biết học cái cách biết chịu trách nhiệm tại vì trong cái vấn đề tình cảm mình hay dễ xảy ra những cái thay đổi trong tình cảm cho nên cái người mà cung phúc cung mệnh đều không có chính tin mà ở tuổi trung niên đã gặp được cái đối tượng mình thích rồi đó là mình phải học cách là biết cách uh, hiểu biết quan tâm cái người bên kia và gánh trách nhiệm trong gia đình thì cuộc sống hôn nhân mình nó mới ổn còn không á là dễ bị bùng lắm á đó. đó rồi vậy, bây giờ thêm một cái nữa nè đó là trường hợp một ha trường hợp thứ hai là cung mệnh vô chính diệu cung phúc vô chính diệu mà bây giờ cung điền nó cũng vô chính diệu luôn thì sao à thì đây nó sẽ có bốn cái mà người này hay bị gặp đầu tiên mệnh phúc điền ba cung vô chính diệu thì cái số mình số xa quê hương dễ đi xa lắm à cái thứ hai là sau này sống xa làng xa xóm xa cha xa mẹ xa anh xa em gọi điện thoại thăm nhau thì được chứ ít ở gần cái kế nữa là mình gặp cái người phối ngẫu cái người vợ người chồng tương lai của mình ở một cái phương trời xa yêu nhau ở xa là dễ có duyên nợ vợ chồng lắm Đó là những người cung mệnh, cung phúc, cung điền đều không có chính tình Trên căn bản cái người mệnh vô chính diệu là cái kết cấu dễ bị ảnh hưởng bởi cái thế giới bên ngoài rồi cho nên cái phần nhiều mình sống xa nhà hoặc là mình đi làm ở xa các bạn nó lại tốt cho mình nó là rất có những cái cái duyên những cái cảnh ngộ để nó để cho mình 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 yên ở cái nơi xa thì những bạn nào mà có ba cái cung này vô chính diệu nghĩa là cung mệnh Cung phúc, cung điền đều không có chính tinh Thì bất kể sau này Cho dù là mình <laughs> Xuất ngoại nè <này, cười> Mình đi du học hoặc là mình đi hợp tác lao động Thì những cái công việc mình làm ăn Mình cũng không Có ở nhà mình lâu Nghĩa là cái nhà họ mua họ ít ở hơn Họ bị ảnh hưởng Bởi cái cung thiên gì ngay cả khi họ làm ăn ở trong nước nha thì cũng dễ vì cái vấn đề nghề nghiệp với công việc của họ sau đó họ phải mướn nhà ở ngoài ở hoặc là cái nhân tố mà sau đó trong cái hoàn cảnh đó họ phải đi thuê cái căn nhà khác ở ngoài cho dù là làm ở ngay trong cái nước của mình đó thì những cái người mà cung mệnh cung phúc cung điền đều không có chính tinh là hay bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố bên ngoài ít khi nào họ ở ngay trong cái căn nhà họ mua lắm các bạn Thường hay có những cái chuyện họ không có được ở nhà lâu Ở một chút thôi rồi phải đi, có chuyện phải làm đó, cho nên cái cung phúc là cái cung vị rất đáng để chúng ta nghiên cứu Thì trong tương lai chắc chắn chúng ta sẽ có một cái bài nói riêng về cung phúc thôi Dài lắm các bạn, cung phúc rất nhiều Bây giờ mình nói thêm một cái nữa đi trước khi mình qua cái cái cung phụ mẫu Thì cái người mà cung phúc vô chính diệu là trên căn bản chúng ta hiểu được cái ý rồi Vậy bây giờ nếu mà nó có một con sao Ví dụ như là sát tinh đồng cung Nó sẽ ảnh hưởng thay đổi cái tính chất cung đó nha Bây giờ mình lấy cái ví dụ là con sao linh tinh đồng cung đi Phúc vô chính diệu mà có linh tinh đồng cung Thì thoạt đầu mình thấy cái người này có cái gì đó bình an vô sự lắm Thực ra linh tinh nó là những cái đợt sống ngầm ở bên trong Khi nó bay vào cái cung phúc Thì nó khiến cái bề ngoài của mình nhìn có vẻ như là mình bình tĩnh nhưng mà cái biểu hiện của mình lại rất là tâm trạng hóa à, biểu hiện nha là rất là tâm trạng hóa nhưng bề ngoài thì lại nhìn thấy bình thường lại thêm cái cung phúc này nó không có chính tinh cho nên nó nói lên cái cuộc sống của mình nhiều khi mình không có cái định hướng bình thường thì cái người này thấy dịu dàng lễ độ tình cảm không như ý nha có một cái chuyện gì xảy ra ví dụ như thất tình thôi là thấy bắt đầu tâm lý có cái tính báo thù à, Thì mình gọi cái người mà cung phúc vô chính diệu mà có linh tinh là người tình nguy hiểm Cái cung phúc á, nó cũng chỉ báo cái vấn đề tình cảm của mình Cho nên khi cung phúc mà nó không có chính tinh Thì cái tình cảm của mình, yếu tố tâm lý của mình hay bị dao động Dễ bị thay đổi theo Cái sở thích mình nó bị thay đổi theo luôn Ví dụ như hồi trước Mình đang thích cái này Mà cung phúc nó không có chính tin Thì mình dễ thay đổi cái cái sở thích của mình đây cũng là cái yếu tố gây cái mối cái mối không tốt cho cái tình cảm của mình đây là cái cách hôn nhân nhiều cái mối lo đó đó cho nên là cái cung phúc vô chính diệu nó muôn màu lắm đây là chỉ là một cái ví dụ nhỏ là lấy một con sao linh tinh vào thôi thì các bạn thử áp dụng cung phúc vô chính diệu mà có những sao khác thì nó như thế nào các bạn nhớ nha đây là cái bài cung vô chính diệu nó khác cái bài có chính tinh nha đó cho nên nhớ đây là cung phúc vô chính diệu mà có sát tinh rồi bây giờ mình qua cái cung kế tiếp là cái cung đền non xin lỗi mình qua cái cung kế tiếp là cái cung phụ mẫu cung phụ mẫu cũng rất là hay mình chỉ sàng lọc cái phần gọi là cái căn bản nhất cái sơ lược nhất của cái cung phụ mẫu vô chính chịu thôi nha các bạn cung phụ mẫu là cái cung vị di truyền nó xung với cung tật ách à, cho nên những cái gì mà mình thấy ví dụ như là nhất là người phụ nữ á, thì cái cung cái cung phụ mẫu nó ảnh hưởng nhiều lắm bây giờ thì có thể là mình không thích mẹ mình đâu à mình cảm thấy mẹ mình nó có cái gì đó nó mình không muốn không thích cái style tao của họ không thích cái cách mà si ăn ăn mặc make up rồi không thích cái cách này kia nhưng mà cái người phụ nữ lại bị ảnh hưởng mẹ rất nhiều cho nên là các bạn đi chọn vợ thì thường thường các bạn để ý cái bà mẹ của cô này. Mà cái tuổi đó mà cái bà đó như vậy thì cái cái người bạn lấy sau này cũng sẽ có khả năng giống giống người mẹ. À, thì cái cung phụ mẫu là cái cung vị nó có cái tính di truyền. Nó di truyền từ cái tính tình, cái hình thái, ngay cả cái bệnh tật. Cung phụ mẫu có sao xấu ảnh hưởng đến mình sau này luôn. Bố mẹ mà có bệnh gì thì di truyền đến con cái, rất là nhiều thứ trong đó. Cung phụ mẫu là cung vị cấp trên cấp trên là trưởng bối á các bạn ví dụ như các bạn gặp một người nào tự nhiên các bạn mặc dù là cái người đó ở cái vai vế nó không có cái tuổi không cao nhưng mà tự nhiên mình nhìn họ ở một cái giống như là một cái bậc trưởng bối thì tất nhiên ngay lập tức cái người đó sẽ thành phụ mẫu của các bạn trong cái cung phụ mẫu của mình đó cho nên các bạn đấy là không phải là coi tuổi mà là coi cái cách suy nghĩ của mình với cái người kia cái cách mình nhìn cái người kia như thế nào ví dụ như là các bạn gặp một người mà cái người đó cái tuổi bằng bạn thôi nhưng mà sao cái kiến thức họ hay quá họ nhiều cái hay quá tự nhiên bạn ngưỡng mộ họ bạn có một cái gì đó nể phục hoặc là kính trọng họ giống như là bố mẹ thì cái đó tự động nó cũng trở thành ảnh hưởng bởi cái cung phụ mẫu nha cái người lớn tuổi ảnh hưởng đến cuộc đời mình đó là cái cung phụ mẫu vậy bây giờ mình nói tứ hóa đóng cung phụ mẫu đi cái cung phụ mẫu mà có hóa lọc hóa lọc đóng cung phụ mẫu bố mẹ mình nhiều cảm tính bố mẹ mình những cái người mình coi là cái cung phụ mẫu là những người nhiều những cái đa tình cung phụ mẫu mà có hoa quyền, à, thì cung phụ mẫu có hoa quyền thực ra nó lại không có, mình không đánh giá cao cái cung phụ mẫu có hoa quyền, nó hay làm cho mình, cái người mà đứng kế là mình, hay có cảm giác bị áp lực. Mình có quyền thì tốt nhưng mà tự nhiên cung phụ mẫu mà có hoa quyền nó hay bị cảm giác áp lực bởi cái người, người chuyển bối trong nhà, ở hoặc là ở ngoài, là cung phụ mẫu có hoa quyền cung phụ mẫu của hóa quyền nó cũng nói lên là cái song thân của mình bố mẹ mình có cái tính hơi gia trưởng hơi áp đặt đó là cái cung phụ mẫu của hóa quyền cung phụ mẫu của hóa khoa à, cung phụ mẫu của hóa khoa thì song thân là người văn nhã có học thức bằng bằng cấp cao hay không thì không cần biết nhưng mà mình cảm thấy mình nhìn ở bố mẹ mình là những người văn nhã những cái người dễ có cái học lực cao dễ thôi nha dễ có cái học lực cao vậy cung phụ mẫu có hoa kỳ thì sao cung phụ mẫu mà có hoa kỳ thì cái quan hệ giữa bố mẹ mình quan hệ giữa song thân mình trong gia đình dễ gặp những cái vấn đề va chạm nhau hay hay gặp những cái vấn đề là dễ gây lộn đó oán hận rồi có những cái rối rắm trong gia đình giữa ba với mẹ mình bản thân mình nha các bạn cái cung phụ mẫu mà có hoa kỳ thì bản thân mình cũng bị di truyền ở cái thể chất đây mình đang nói là cái thể chất là cái sức khỏe nó cũng có cái phần kém hơn đó cho nên là lúc mà mình nóng giận mình dễ buông những cái lời nói nó hơi khắc bạc cho nên những người nào mà cung phụ mẫu có hóa Kỳ á, thì cái bản thân đương số có cái lá số đó lúc mà giận lên dễ nói những cái câu mít lòng lắm đó phải cẩn thận rồi cái kế tiếp là cung phụ mẫu mà vô chính diệu thì cái người mà có cái lá số đó, người này lúc bé thường là vất vả. Tình cảm giữa bố và mẹ đương số có cái sự xa cách cho dù là rất là thương yêu nha, nghĩa là mình với bố mẹ kiểu gì nó cũng hơi có gì đó nó không hợp với nhau. Khi mà cùng phụ mẫu nó không có chính tình. Có sự xa cách nha cho nên hồi bé thường hay có những cái khoảng thời gian mà mình không được ở chung với bố mẹ đâu, hoặc là cái số mình hồi nhỏ đi làm con nuôi. Uh, đưa cho ông bà coi dùm cô bác coi dùm một thời gian hồi nhỏ bố mẹ mình có cái sự xa cách với mình là đi xa đó các bạn không ở nhà nhiều thì cũng là cái cung phụ mẫu không có chính tinh đương số là cái người có cái lá số đó phải tự tay tạo lập cái cuộc đời của mình tự tay tạo lập cái cuộc sống của riêng mình mình không hưởng được nhiều cái phúc ấm của bố mẹ là cái cung phụ mẫu vô chính diệu mình cũng không thừa hưởng được những cái di sản của cha mẹ đâu mà cái này không phải là bố mẹ mình không có tiền cũng có nhiều những cái trường hợp mình thấy là ví dụ như các bạn đi di dân mà tự nhiên uh, bố mẹ mình có miếng đất nhưng mà mình không có đó mình không có hưởng được cái đất đó anh em mình hưởng được thôi ví dụ như vậy thì cũng hiểu là mình không thừa hưởng được cái di sản của cha mẹ cung phụ mẫu vô chính diệu thì từ bé cái người này nên đi xa lập nghiệp ở xa để tạo cho cái sự nghiệp mình nó thuận lợi hơn đây gọi là cách cục dễ thành công ở xứ người dễ đi xa thành công ở xứ người là cung phụ mẫu vô chính diệu đó các bạn cho nên các bạn luận các bạn để ý nhìn cái cung vô chính diệu nó nhiều những cái biến số lắm cho nên nhiều khi chính những cái biến số nó thay đổi cái cuộc đời mình nó tốt hơn đó các bạn để ý cái nó lưu ý là nên đoán thêm về cái vấn đề thái âm thái dương nha khi mà coi cung phụ mẫu để hiểu thêm về tính chất của hai sao này như thế nào ảnh hưởng đến cái hình khắc của mình giữa hai đời đời mình với đời bố mẹ làm sao đó các bạn nhớ vậy Vậy là cái phần thứ tư này chúng ta đã bao gồm được hết 12 cung vô chính diệu. Nó có những cái đặc trưng gì, những cái đặc điểm đặc biệt gì, nó khác như thế nào. Và dĩ nhiên là trong cái bốn cái phần vô chính diệu vừa rồi, nghĩa là cái phần này phần thứ tư, thì tổng luận là chúng ta có rất là nhiều những cái mà kiến thức tử vi mình đang xen ở trong đây. Vậy thì cái phần thứ năm sẽ là cái phần đi vào cái chi tiết vô chính diệu chúng ta lấy cái cái trục sủ mùi đi thì ở sủ mùi chúng ta có bộ âm dương nó chiếu ở sủ mùi mà vô chính diệu thì chúng ta có bộ vũ tham xung chiếu hoặc là cái bộ cự động còn dần thân thì mình có bộ cự nhật nè mình có bộ uh, thiên động thiên lương nè mình có bộ cơ âm xung chiếu nè mão dậu thì chúng ta có cự cơ chúng ta có tử tham và chúng ta có dương lương đúng giờ rồi thần tuất thì chúng ta cũng có bộ cơ lương tị hợi thì chúng ta có liêm tham, tí ngọ thì chúng ta có đồng âm xung chiếu. Hay lắm các bạn. Thì đây sẽ là những cái bài chi tiết đi vào từng cái thế đứng. Tử vi đứng đây thì cái bộ này như thế nào? Và hồi nãy mình có nói cái 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 vấn đề tứ mộ đó thì nói từng cung thì các bạn sẽ thấy cái lý do tại sao mà khi đi vào chi tiết cái bộ sủ mùi nhật nguyệt đứng ở dưới nó khác, nhật nguyệt đứng ở trên nó khác. Hay lắm. Rất là hay vậy là bây giờ mình tạm dừng cái bài này tại đây ha mình có gửi cái phần thơ của các bạn cho, cho thân mẫu của mình thì si rất là vui đáng lý là cái, cái phần này là mình muốn nói chuyện với Hơ để cho, cho các bạn nghe cái suy nghĩ của mẹ mình về những cái bài thơ si có những cái ý tưởng cũng vui lắm nhưng mà bây giờ bên đây nó bị trễ quá đợi cái bài sau sẽ hỏi ý si trước trước khi thâu à, cuối cùng là chúc các bạn có một ngày thật vui nha Hẹn gặp lại các bạn vào những cái bài kế tiếp Thì một chút nữa mình sẽ để cái um, cái survey lên trên cái phần community Xem coi các bạn muốn nghe cái bài gì kế tiếp Mình thấy hình như vô chính nhiều bốn phần nó hơi bị nặng đầu quá các bạn ha Mình có cần đổi gió chút xíu chuyển qua cái đề tài khác không Cung phu thế, cung tự ức, cung tự ách nè Cung tài, cung quan, cung nô Hoặc là trả lời câu hỏi tư vi Ví dụ như vậy đó thì đổi gió không hay là muốn nói luôn vô chính dịu Mà cái phần kế vô chính dịu này cũng nhiều lắm nha Không phải dễ đâu Nó không phải là ngắn đâu Đó. Rồi, vậy chào các bạn nha Hẹn gặp bạn các bạn sau ừ. Bye bye Nếu không còn Được gặp gỡ Giữ cho trọn Ơn tình xưa Xin gửi em Một lời nguyện được bình yên được bình yên về cuối đời xin gửi em một lời nguyện được bình yên được bình yên về cuối